kính chào quý vị Trân trọng kính mời quý vị nghe Một bút ký Với tựa đề Miền Nam bị phỏng giái Nhưng miền Bắc được giải phóng Hay còn có tựa đề là Khi chén kiểu đụng chén xanh Tác giả người Việt Thưa quý vị, sau năm 1975 ai cũng biết đa số người miền Bắc ồ ạt vào Nam hơn là dân miền Nam ra Bắc ngoại trừ những nhân vật đặc biệt với công tác đặc biệt có giấy phép còn hầu hết thường dân bị cấm nhất là đối với thành phần ngụy quân ngụy quyền như tôi cho đến khoảng năm 1979 1900 80, lệnh cấm ra Bắc vẫn còn hữu hiệu. Tôi, do một nhân duyên, bà con phía chồng cũng như nhà mình đều ở ngoài Bắc. Tôi có người anh họ bên chồng, sau năm 1975, vào Sài Gòn làm cơ quan nhà nước. Anh lại là trưởng đoàn trong chuyến công tác ra Bắc năm đó. Nhờ vậy mà tôi xin quá giang anh ra Bắc để thăm chồng cải tạo anh làm cho tôi một giấy công nhân gõ của nhà máy theo đoàn công tác. Để có bạn, tôi đủ thêm chị Nga, con dâu nhà văn Hoàng Đạo, tự lực văn đoàn. Chị có chồng cải tạo ở Hàn Nam Ninh và cũng mang giấy tờ giả mạo như tôi cho người nhà tôi giúp chị. Chuyến xe dông dội cả tháng trời ngoài đường, y như du mục từ Sài Gòn ra tới Hà Nội tôi và chị trải một cuộc sống bụi đường lẫn bụi đời. Ngủ trên tấm ván kê trên những thùng phi hay lủng lẳng đu đưa trên chiếc võng máng móc vào thành xe. Dọc đường để tiết kiệm chi phí và cũng để tỏ lòng cảm ơn cho quá giang xe. Tôi và chị tình nguyện làm chị nuôi nấu ăn cho đoàn gồm 7 người. Tôi làm sẵn một xô dưa cải muối mang theo ngoài những lúc bất đắc dĩ vào quán ăn, xe tắp vào một thị trấn, ghé chợ mua ít thịt, cà chua, cùi lửa, rồi tìm một sân vườn nhà dân xin bắt bếp nấu ăn. Bếp chỉ là ba viên gạch hoặc kiềng sát ba chân. Thế là chúng tôi có bữa cơm ngon, một nồi canh dưa cải chua vàng vàng, lẫn màu đỏ của cà chua, tí xanh xanh của hành ngò, ăn kèm với rau sống vậy cũng là sang trọng rồi vào cái thời gạo châu củi quế ra tới miền bắc sau khi tôi và chị hoàn thành xong việc thăm nuôi chồng cả hai tự túc đi xe lửa ra hà nội hẹn với đoàn tại nhà một giáo sư đại học bà con chị nga hai chúng tôi tạm ở đó trong khi chờ đoàn xe công tác hải phòng bắc ninh xong trở lại đón chúng tôi lại có công tác mới do đoàn giao phó số là khi đọc bắc để kiếm tí tiền trang trải ăn tiêu anh em trong đoàn mua dừa xanh giấu ở lòng xe tải với một số khá lớn rổ rá bằng nhựa toàn là những tay bất đắc dĩ không biết làm ăn không rành về thương mại cho nên dừa xanh ra tới bắc thì hư gần hết đành phải đổ đi rổ rá thì càng càng bán chẳng được bao nhiêu tiền lời số vốn thu được anh em nhờ tôi và chị nga ra chợ đông xuân mua khoai tây để khi về mang vào miền nam bán nhưng rồi khoai tây về đến nơi thì thúi gần hết lại đỏ hết suốt thời gian ở hà nội trong nhà bà con chị nga tôi có dịp chứng kiến cuộc sống dân miền Bắc dưới chế độ xã hội chủ nghĩa. Vợ chồng anh chị Vĩnh, người mà chúng tôi xin tá túc, được đánh giá là thành phần trí thức của Hà Nội. Anh là giáo sư đại học, còn chị là giáo viên tiểu học. Anh chị được cấp một căn phòng ở tầng trệt trong căn nhà tập thể có hai tầng. Căn nhà không lớn lắm, cũ mềm, dành cho bốn hộ, tầng trên hai hộ, tầng dưới hai hộ. Căn phòng anh chị chỉ kê được một cái sofa nhỏ, một bàn con, và chiếc ghế đảo vừa tiếp khách vừa dùng để ăn cơm. Anh chị bắt cái ván gỗ làm thêm cái gác xếp, thấp lè tè, làm phòng ngủ. Lên đó thì chỉ có thể ngồi mà không cách nào đứng được. Anh chị trải chiếu gần chỗ anh chị nằm dành cho tôi và chị Nga. Sát vách phòng anh chị là mẹ con bà Huyết hàng xóm được ngăn bởi liếp tre cứ ở trên căn gác nhìn xuống và qua cái liếp tre là nghe thấy hết mọi sinh hoạt của hai mẹ con bà một buổi sớm tinh mơ trời miền bắc sắp ở xuân xe lạnh nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm lòng nhẹ thanh thang nghe tiếng rao lanh lảnh của người bán rong tôi cảm nhận được nét sinh hoạt thực mà bấy lâu nay chỉ đọc qua trong sách vở trong tự lực văn đoàn bây giờ mới thực sự được thưởng thức ai bánh khúc nào ai xôi vò nào ai bánh cuốn nào ai tiếng rào ngọt ngào trầm bổng mời gọi như hót dễ thương làm sao chỉ nghe đã thấy ruột gan lăn tăn réo gọi rồi giữa lúc tôi và chị Nga còn đang nằm nướng, xeo xéo ở góc gác. Vợ chồng anh chị Vĩnh hình như cũng đang ngủ vui. Bất chợt giọng bà huyết cất lên lanh lảnh Tiền sư bố nhà chúng nó cứ dòm, dòm, dòm. Nhà bà chỉ có mỗi thằng bé. Lâu lâu nó đưa bạn gái về nhà chơi. Chúng con làm ăn gì thì cũng như chúng mày làm. Có khác gì đâu mà cứ rình với mò. Tôi giật mình đưa mắt nhìn quanh quất, xem bà trời ai. Vẫn không nghe động tĩnh, chỉ có tiếng bà tiếp tục hung dữ cất lên, phá tan sự tĩnh mịch. Vẫn cái điệp khúc, tiên sư bố, và dòm, 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 bà cứ lập đi lặp lại dai dẳng. Tuy chửi nhưng âm điệu lên bỏng xuống trầm, có vần có điệu lắm. Bỗng nhiên có tiếng sột soạt chiếu kế bên. Chị Vĩnh ngồi dậy, quay mặt nhìn xuống nhà hàng xóm và nói. Này, tôi nói cho bà biết nhé. Mới sáng sớm mai để cho mọi người ngủ cái đã. Nhà chúng tôi không rỗi hơi đi dòm con bà đâu nhé. Bà có câm mồm đi không nào? Lời nói của chị Vĩnh như dầu đổ thêm vào lửa. Bà huyết nổi sung thiên chửi xối xả một hơi dài. Tiên sư bố nhà chúng mày, chúng mày vảnh tay lên, cái tay dài và cao như tay lừa ấy mà nghe bà chửi đây này. Còn mắt nhà chúng mày là mắt cú vọ, cú vọ chỉ một trong, chứ mắt nhà chúng mày đến bốn tròng cơ. Các tròng ấy để mày liếc, mày xéo, mày xiên, mày soi, mày rọi, mày chiếu vào nhà bà. Mày dòm từ hòn cát mày liếc tới hòn than, mày rọi từ hòn sỏi, mày chiêu tới hòn gạch, mày soi tất cả hòn, hòn gái thằng con bà. Đến lúc này thì tôi chưng hừng, mới biết từ nãy giờ bà chửi nhà anh chị Vĩnh, trong khi anh chị qua nay không đụng chạm gì tới bà. Tôi thở dài nghĩ tới viễn ảnh cái thế giới đại đồng mà nhà nước đang vẽ vời cho miền Nam của mình. thế giới đại đồng. Trước khi ra Hà Nội, tôi vô cùng háo hức phần được thăm lăng Quân sau 3 năm không gặp kể từ khi anh bị tống đa miền Bắc. Phần sắp thưởng thức nền văn minh xã hội chủ nghĩa như thế nào mà mỗi tối sau giờ cơm tôi cùng lối xóm được nhà nước thúc hối mời đi học nếp sống văn minh mới xã hội chủ nghĩa. Nhưng tới nơi, tôi chưng hận đặc biệt khi chứng kiến cái nhà sĩ tập thể của thủ đô ngàn năm văn vật tại nhà anh chị vĩnh nhà sĩ nhỏ như một cái chòi canh bằng gạch nằm một bên sát tường sân sau cao tầm một chiếc bàn có tam cấp để bước lên một khoanh cửa nhỏ thấp lè tè phủ một tấm vải thô làm cửa ra vào nhà sĩ khi bước vào phải cúi gập người xuống. Mỗi khi vén tấm màn lên để bước vào thì ôi thôi, rồi xanh, ruồi đen, con nào con ấy to bằng móng tay cái bay ào ra. Bên trong là một ụ tro lớn trải rộng, chưa một cái lỗ vừa đủ để thả bom. Hai bên có hai viên gạch để người hành sự đặt chân. Những con dòi mập ú trắng hiếu bò lúc nhúc miệng lỗ mùi hôi thối nồng nặc không hề có nước dội cầu mà nhà sĩ như vậy cũng không cần phải dội lại nữa nước vốn không đủ cho bốn hộ tập thể sống với nhau phải tiết kiệm tối đa một cái vòi nước khiêm nhường đặt trước buồng tắm giữa lối đi song song với nhà sĩ nhỏ một cách yếu ớt xuống bốn cái thùng của bốn hộ xếp chờ sẵn cứ đầy thùng này thì đẩy sang thùng khác ai muốn tắm thì phải lo hứng nước trước trở lại cái nhà xí bên dưới cái lỗ có một thùng lớn hứng phân nằm trong hầm cầu có một cửa nhỏ để mở lấy thùng phân khi thùng phân đầy thì sẽ có ban vệ sinh đến lấy đem làm phân bón đường phố hà nội thỉnh thoảng gặp những chiếc xe chở phân vung vãi dọc đường. Phân là một trong những sản phẩm quý nộp cho hợp tác xã, nhờ đó được tăng thêm điểm để nhận thóc. Do vậy, khi một con bò hay con trâu phóng uế, người có duyên gặp thì hốt ngay bằng tay, chứ chạy về nhà tìm cuốc sẻng, chạy ra là mất rồi. Có một ngày, tôi tìm thăm người cô ruột, em út của ba tôi mà tôi chưa hề biết mặt trước đó. Cô tôi ở phố Khâm Thiên, cùng huyết thống nên dù lần đầu mới gặp, hai cô cháu đã cảm thấy gần gũi thân thiết. Nhất là cả nhà luôn nói tôi có khuôn mặt giống cô út. Chồng cô là cán bộ từng đi du học ở Liên Xô. Cả hai được cấp một căn nhà riêng diện tích độ 30 mét vuông nằm trong khu tập thể tên gọi là Khu Tập Thể Đường Sắt Khâm Thiên Hà Nội. Nhà cô tôi không chung trả như nhà anh chị Vĩnh, nhưng giếng nước và nhà vệ sinh thì chung với nhiều nhà trong khu. Dãy nhà xí gồm 4 căn cho khu tập thể nằm chính giữa một khu đất trống. Gần đó có một giếng nước chung, cách nhà cô tôi khoảng 50 mét. Từ sáng sớm, tôi đã nghe tiếng lào xào của mọi người quanh giếng kẻ mốc nước gánh về người giặt giũ tắm rửa y xèo cả lên tôi bước về hướng nhà vệ sinh trước mắt tôi trên hành lang nhỏ dẫn vào nhà sĩ phân đầy lối đi mùi khai thối nồng nặc nhà sĩ này văn minh hơn được đúc bằng xi măng ngồi xổm tôi nhìn qua cả bốn nhà sĩ không cái nào khá hơn tôi bịt mũi nhắm mắt chao ơi không thể tả nổi thế giới đại đồng là đây sao nhà cô tôi diện tích không lớn nhưng để thực thi chính sách lao động là vinh quang và để thêm thu nhập cô tôi còn nuôi heo nữa hai con heo trong chuồng gần sát giường tôi và cô nằm trong thời gian này chồng cô phải di cư nơi khác sáng mới về như anh chị vĩnh vậy để nhường giường cho tôi nằm. Anh chị phải gửi đứa con duy nhất về nhà ông bà nội ngoại. Con heo ụt ịt cả ngày lẫn đêm, may mắn là cô tôi tắm rửa heo và chuồng sạch sẽ nên không nghe mùi hôi lắm. Tuy nhiên tiếng ụt ịt của heo thì chẳng bao giờ ngưng. Tôi thiếp đi trong tiếng ru của nó và lại hãi hùng khi nghĩ về cái thế giới đại đồng mà tôi cũng như người miền Nam sắp đón nhận. Vậy thì ai giải phóng ai đây? Niềm háo hức khi sắp ra Hà Nội là được ngắm 36 phố phường của Thạch Lam với những quán ăn mệnh danh đệ nhất Bắc Hà mà Thạch Lam khẳng định xém là đệ nhất Đông Dương rồi đấy và những cô gái hà thành thanh lịch. Nhưng trước mắt tôi, quán ăn đâu không thấy, mà chỉ thấy toàn những căn nhà nhỏ hẹp tối tăm, nhiều năm không sơn phết Rồi chỉ có vài tiệm tạp hóa, bán lèo tèo vài thứ gia dụng. Người đẹp Hà Thành cũng chẳng thấy đâu. Không có cảnh dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm trên đường thì toàn xe đạp lâu lâu mới thấy vài chiếc honda được mang từ nam ra vậy thì nam thanh nữ tú đâu cả rồi sao lại vắng bóng hết vậy trước mắt tôi tất cả là những chiếc áo cộc tập thể mà ai cũng giống ai màu trắng hay xanh lơ cổ bè với quần vải đen hầu hết các cô đều thắt bím không một ai mặc áo dài. Mà thực sự thì vải đâu mà may. Với lại được bị coi là tư sản. Đã thế, sự dinh dưỡng không đầy đủ còn phải lao động vinh quang nên chiều cao đa số rất khiêm nhường. Một ngày, khi dạo phố, gặp người ngoại quốc, anh họ tôi nhắc, đừng có đến gần họ vì sẽ bị quy là CIA công an đến còng tay ngay đấy anh còn nói thêm ra đây muốn yên thân cầm mồm là thượng sách trên đường trở về nam chị nga thủ thị với tôi chẳng lẽ thiên đường cộng sản là vậy à đời sống như thế mà đòi giải phóng miền nam đang trù phú nghe sao nghịch lý quá đúng là một cuộc chiến giữa chén kiểu đụng chén sành ôi thôi Thả trong Nam tụi mình cứ để mỹ ngụy kèm kẹp đi. Ngày nay, sau gần 50 năm, thực tế càng chứng minh rõ hơn bao giờ hết. 30 tháng 4 chẳng phải là ngày giải phóng miền Nam gì cả. Gần nửa thế kỷ nay, người Bắc vẫn vào miền Nam. Chứ có ma nào trong Nam muốn ra xây dựng sự nghiệp và tìm kiếm cơ hội đổi đời ở đất Bắc không? Không những vậy. Bọn con ông cháu cha bây giờ thèm được Mỹ kềm kẹp hơn bất kỳ ai khác. Gần 50 năm qua, miền Nam Việt Nam Cộng Hòa đã dạy miền Bắc xã hội chủ nghĩa vô số bài học. Gần nửa thế kỷ qua, miền Nam đã giải phóng miền Bắc hoàn toàn ra khỏi cuộc sống tăm tối. Người Việt